Bệnh nhân này đã mắc bệnh vẩy nến được 10 năm. Toàn thân bong chóc, ngứa và những khớp chân, tay bắt đầu co quắp lại. Bệnh nhân liên tục phải nhờ đến thuốc mỗi ngày mới có thể giảm bớt cơn đau. Và cái tình trạng bệnh của tôi bây giờ là nó từ vẩy nến nó biến chứng qua khớp rồi. Và mà cái đi lại vận động rất là khó khăn. Ngay ở trong cuộc sống làm ăn cũng kiếm ăn về kinh tế cũng rất là khó khăn. À, tình trạng bệnh hiện tại nó chỉ cứ duy trì ở cái mức độ là có thể là chấp nhận sống chung với cái bệnh này. Và theo cái chỉ định của bác sĩ là cái tư tưởng vui vẻ lên để sống, để vượt qua những cái cơn đau của cái bệnh này. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh vẩy nến lâu năm, có thể gặp một số các biến chứng như vẩy nến khớp, đỏ da toàn thân, vẩy nến mủ, tình trạng bệnh nặng hơn. Và trong quá trình điều trị có rất nhiều khó khăn và thách thức, bởi thuốc sử dụng cho bệnh nhân vẩy nến khớp có nhiều tác dụng phụ. Đối với những bệnh nhân này, khi mà mình điều trị á, thì đòi hỏi cái thuốc điều trị của mình phải sử dụng tới những cái thuốc có nhiều cái tác dụng phụ. Ví dụ như những cái thuốc ức chế toàn thân cổ điển như là methotrexate hoặc là isocretin hoặc là cyclosporine. Thì khi dùng đến những thuốc này thì mình phải xét nghiệm máu định kỳ, theo dõi, kiểm tra máu thường xuyên, tại vì nó có thể những cái tác dụng phụ. Liên quan đến bệnh vẩy nến biến chứng khớp, hiện nay có nhiều mức độ khác nhau từ trung bình đến nặng. Khi điều trị vẩy nến cùng với điều trị vẩy nến khớp thường sẽ không ngăn được diễn tiến của bệnh vẩy nến khớp. Vì bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn bị biến dạng khớp thì không thể phục hồi. Do đó, việc phát hiện sớm là vô cùng quan trọng.